Lên giường đi ngủ, thư thái bình an. Vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài. Lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn. Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức, xin Ngài cứu giúp cho. Khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn, để cùng thức tỉnh với Đức Kitô và nghỉ ngơi an bình. Người Công giáo có thói quen rất tốt là trước khi đi ngủ, bao giờ cũng đọc kinh cảm tạ Chúa vì một ngày đã qua, phó dâng hồn xác cho Chúa để Chúa thương gìn giữ và ban mọi ơn lành hồn xác cho mình suốt đêm dài. Ngày nay, nếu ta để mất thói quen đó thì thật là uổng phí. Người lớn nên làm, nên tiếp tục thực hiện dù có bận bịu như thế nào đi chăng nữa, vì đó là một phần trong cuộc sống tâm linh của ta, vì nó đem lại nhiều lợi ích cho cả thân xác lẫn tâm hồn. Ta cũng hãy dạy cho trẻ em trong nhà mình làm như vậy. Với những đứa trẻ, ta chỉ đơn giản dạy cho chúng quỳ xuống, chắp tay thật đẹp, thật nghiêm trang và nói một ba điều với Chúa, với mẹ Maria. Những điều chúng phải nói thật dễ nói, thật thực tế và gần gũi với chúng. Kèm theo đó có thể là một kinh kính mừng và kinh sáng danh rồi kết thúc. Về giờ kinh tối, chúng ta có thể đọc chung với cả gia đình hay riêng từng cá nhân. Mỗi cách đều có cái hay riêng và cái đẹp riêng. Tôi đã có dịp sống với một gia đình Công giáo 3 đến 4 ngày. Vào lúc 12 giờ khuya, khi tôi đã nằm trên giường và thiêu thiêu ngủ, thì nghe thấy cả nhà gồm hai vợ chồng và hai đứa con gái bắt đầu đọc kinh chung với nhau. Tối nào cũng diễn ra như vậy. Tôi cảm nhận rõ ràng trong thực tế, gia đình này luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Và tôi có lý do để hiểu rằng tại sao gia đình này luôn thật ấm cúng như vậy. Suốt cả ngày, tôi thấy đời sống họ rất gắn bó, rất hòa hợp với nhau. Lúc nào ai cũng tươi như hoa, dù rằng người bố mắc bệnh nặng và chịu đau vì căn bệnh. Các cộng đoàn tu cũng thường đọc kinh tối phụng vụ chung với nhau và phải sử dụng thánh ca tin mừng. Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức, xin Ngài cứu vớt cho. Khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn, để cùng thức tỉnh với Đức Kitô và nghỉ ngơi an bình. Trong kinh này, tuy nhiên, từ lúc kết thúc giờ kinh tối cho đến lúc lên giường thực sự đi ngủ, có thể còn một quãng thời gian nữa. Vậy thì chúng ta cứ nên đọc đi đọc lại một trong hai đoạn sau. Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức, xin Ngài cứu giúp cho. Khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn, để cùng thức tỉnh với Đức Kitô và nghỉ ngơi an bình. Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài. Lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn. Với những lời này, chúng ta ý thức hơn nữa giờ khắc hiện tại Chúa ban cho mình là để đi ngủ, là để nghỉ ngơi lại sức, không nên lo nghĩ đến những gì đã qua, không nên tính toán đến chuyện tương lai, ngày mai sẽ ra sao. Đây là lúc chúng ta có thể sống sâu sắc lời Chúa dạy. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng bông hoái. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn
Mai đã quẳng vào lò mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin, vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì nay. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy vì Chúa đỡ nâng tôi. Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh thầm thỉ với Ngài. Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương, dầu có ngủ, người vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Quả thật, lo nghĩ và tính toán lúc này sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì, sẽ chẳng thay đổi được chuyện chi, có khi còn thêm khó chịu, còn thêm nặng nề đầu óc và thần kinh. Hãy thương lấy tấm thân chúng ta, đầu óc chúng ta, thần kinh của chúng ta. Nó là em của ta, nó là con của ta, nó là một với ta. Chi bằng ta hãy phó thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay. Lúc này là lúc ta phải nghỉ ngơi yên hàng trong tay Chúa, trong sự quan phòng của Chúa, Mẹ Maria, các thánh và thiên thần bản mệnh của mỗi chúng ta. Lúc này chúng ta đọc đi đọc lại: thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàng. Về mặt tự nhiên, đọc đi đọc lại thầm cùng một câu ngắn sẽ dễ gây buồn ngủ cho người đọc. Vậy dầu chúng ta không một mực nhắm tới, nhưng đây có thể là một phương thái mặc nhiên giúp chúng ta dễ ngủ hơn. Trên hết, đây là một lời nguyện cầu đưa chúng ta vào trong lòng Thiên Chúa. Chúng ta xác tín và ca ngợi Chúa là chủ tể trời đất và mọi sinh linh. Chính Ngài mới có quyền năng cho chúng ta được sống yên hàng, giữ gìn chúng ta cả hồn lẫn xác. Và vì Ngài luôn yêu thương thành tín nên nguyện ước của chúng ta được dễ ngủ, được nghỉ ngơi thanh thản, được an bình suốt năm canh dài sẽ được Chúa thực hiện. Amen.